Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn cho quý vị khán giả về cách phòng và điều trị bệnh táo bón được không ạ? Nếu như là bị táo bón rồi á thì là vậy cố gắng giải quyết nó đi. Tức là ví dụ như bây giờ phải ăn uống cho nó khoa học, nghĩa là một ngày phải uống cho đủ ít nhất là hai lít nước. À đấy. Cái thứ hai nữa ăn thì là phải ăn nhiều rau củ quả, rồi là phải có một cái chế độ vận động ít nhất trong một tuần mình cũng phải dành tới 3 giờ đồng hồ để có cái hoạt động thể lực nhưng ngoài ra nếu như mà từ có những nguyên nhân vì do thuốc thì mình có thể thay thuốc ở một cái điều trị của cái bệnh khác à, hoặc là có cái bệnh lý gì ở ngay cái vùng ở trong đại tràng thì mình phải soi à, khám đi khám để mà tìm được nguyên nhân điều trị hoặc là khi tạo bón rồi thì những cái người ấy cũng à, tìm những cái thảo dược hoặc là những cái sản phẩm mà có những cái thảo dược thì nó cũng giải quyết được ví dụ như chiếc cá ở nông thôn Việt Nam nhà nào cũng có cả hoa mai, năm đỉnh, thái bình rất nhiều, rồi là gì đương quý, rồi là nghệ, các thứ ấy nhiều lắm.